Tư vấn laptop cho bạn sinh viên năm 3, mua máy nào vừa nhỏ gọn, thiết kế sang trọng mà vẫn đáp ứng được nhu cầu học tập và làm việc lâu dài sau khi ra trường. Trong ca trực sáng nay của mình thì có đó một bạn nữ hiện đang học năm 3 tại một trường đại học tại Hà Nội. Nhu cầu của bạn ấy chỉ là những tác vụ cơ bản của công việc văn phòng với Word, Excel, PowerPoint và lướt web tìm kiếm thông tin mà thôi. Thi thoảng thì có edit video mạng xã hội TikTok trên CapCut hay Premiere nữa vì bạn hiện cũng đang làm một phút reviewer có tới hơn 10.000 người theo dõi. Hiểu được nhu cầu của bạn thì mình cũng tư vấn cho bạn vài mẫu máy như là Surface Pro 7, Surface Go 3 hay là Surface Laptop Go 2. Cuối cùng sau khoảng 10 phút test hết các máy thì bạn cũng đã chốt được cho mình chiếc Surface Laptop Go 2 bản màu Sandstone đang cực kỳ là hot trend này. Do là trước khi đi review thì bạn cũng đã phải lên kịch bản trước cho nên bạn vẫn thích một mẫu máy nào mà có thiết kế bàn phím dính liền màn hình cho cảm giác gõ sướng và đầm tay hơn so với các máy có bàn phím tháo rời. Do là hôm nay bạn đang hơi bị ốm một chút, cũng ngại lên hình nên mình cũng unbox máy giúp bạn rồi cài đặt bộ Microsoft Office và Zalo cho bạn tiện sử dụng luôn. Surface Việt, chúc bạn học tập thật tốt và luôn gặp nhiều may mắn với người bạn Surface Laptop Go 2 Sandstone này nhá.